Hình ảnh cô gái mặc bikini đứng cạnh ruộng lúa. Natalie Sletter, một blogger có ảnh hưởng người Thụy Điển, đã phải xóa tài khoản Instagram của mình sau khi đăng tải bức ảnh gây tranh cãi trong chuyến đi Bali của cô. Bức ảnh chụp Natalie mặc bộ đồ bơi nhỏ xíu màu trắng, đang nhìn về phía trước, theo hướng nhìn của cô là một nông dân đang làm việc trên đồng ruộng, nhưng không phải bức ảnh mà là lời miêu tả mới làm bùng nổ tranh cãi, ngụ ý tới người nông dân Bali, cô viết hãy nghĩ xem, cuộc sống của tôi và người đàn ông kia khác nhau như thế nào. Rất nhiều người trong số 12.000 người theo dõi của Natalie đã bình luận về câu nói này. Nhiều người nói rằng đây là hình ảnh thu nhỏ của thế hệ mạng xã hội, hay nghe như thể một lời khoe khoang. Cô gái sau đó đã phải xóa tài khoản Instagram và nói rằng lời miêu tả của mình đã bị hiểu lầm nghiêm trọng. Cô viết: "Tôi ý thức rõ về mình và biết ơn những gì tôi có trong cuộc sống. Tôi biết người nông dân Indonesia rất chăm chỉ và tốt bụng. Tôi không bao giờ có ý thiếu tôn trọng họ và cô xin lỗi nếu tôi làm tổn thương cảm xúc của mọi người." thảo ngờ theo insider